Cha Mẫn có đào một cái đường nước nhỏ cô chú, cha Mẫn đặt cho Mẫn cái lờ, giờ Mẫn đi coi thử nước có chảy vô không, nhưng mà sáng thì mình mới thăm nha cô chú. Bây giờ cô chú đi với Mẫn nha. Trời ơi, ôi nước có chảy dữ dằn luôn, nước đen vô luôn cô chú, cá nhiều lắm luôn nè, cá nhóc hết trơn luôn, nhưng mà Mẫn không có dở. Nước nó đang ở ngoài kinh vô hả? Nước nó đang từ ở trên đây nó vô. Đúng rồi, nó đang chảy nè, từ ngoài vô. Cái này là nhờ hổng đài là người ta bơm nước á, bơm nước đồng cho dịch đó cô chú, cho nên là mới vô nhiều dữ vậy nè. Thì muốn thấy là cá rô cô chú ơi, rồi là cá rô với cá sặc không à. Con nó nhảy vậy. Đi cái này mà đổi là thành cái lợ hai đầu ổn hơn đó nha. Sao tự nhiên cha lấy cái lợ này ta? Cái lợ này cái đầu bên đây nó bị hư rồi cô chú, cho nên là Mẫn mai bích luôn rồi. Cái này là Mẫn hay gọng con cua á, rồi chỉ còn có một đầu này thôi à. Hồi chiều nước nó lên, trời ơi nó coi là nó dằn nước dằn đầy dưới trơn luôn. À có con cá lóc nhỏ. Đúng rồi, lớn hơn cá lóc nhỏ con chú ơi. Mẫn nhìn thấy con cá lóc nhỏ nhưng mà lỡ con cá tầm vuột rồi sao ta. Này Mẫn nghĩ là từ đây tới sáng chắc là rồi cô chú đi theo Mẫn. Giờ này ở ngoài đồng cái 12 cửa, nhưng mà cái 12 cửa vẫn chưa có thấy mất nước gì hết. Vậy là sáng mai mình đi thăm nha cô chú. Giờ này vẫn thấy là ổn rồi nè. Ồ, nó nhảy tung té hết trơn luôn. Tới còn sống nhăn răng luôn. Và Mẫn thăm cái này nha cô chú. Đi, không có đi ruộng. Đi ruộng ướt mình. Cỏ này sao lắm. Trời ơi cá sặc không cô chú ơi, quá trời ủng luôn, ngoài đó nổi phình hết trơn luôn. Nổi phình hết trơn luôn cô chú. Cá gô, hèn ơi, cá gô thì nó sống dai thiệt mà. Hồi tối Mận nói với cô chú á, lại con cá tầm vượt. Con cá tầm vượt thiệt cô chú ơi. Đi, con cá tầm vượt thiệt rồi. Đi, cái này hình như mai lại dính luôn hay gì ta. Cô chú ơi, để Mận bắt mình coi. Nghe ổ kiến vàng nữa rồi hả? Nghe ổ kiến vàng nữa rồi.
kiếm vàng thì ngay hổ kiếm lửa. Trời ơi, mấy cái này vẫn bỏ cho con cá truy phi nó ăn. Còn cá thành vuột, cá thành vuột, cá thành vuột thì con cá này ăn cũng ngon lắm nhưng mà mặn ít ăn. Mấy chị hồi tối mới thay rồi, mới thay thành cái ống hết trơn, mới thay thành cái hai miệng á. Quên, tự nhiên cái chai đặc biệt này quên nhóc hết trơn luôn. Cái này mẫn mần sạch, cái mẫn ớt và mẫn ớt muối ớt thôi chú. Mẫn mần sạch nè, xong rồi cái mẫn ớt muối ớt, cái mình đem đi phơi muối ớt rồi cộng với ớt bột á cho màu đẹp. Cái mình đem đi phơi dốt dốt để dành chiên, phơi cho nó khô luôn. Cá rô nhờ nước người ta bơm đồng đó cô chú, đang bơm luôn dịch nhóc hết trơn kìa. Bữa nay ăn tới đồng này rồi, bữa nay đã ăn tới đồng của dì Chanh rồi. Còn có 12 cửa, Mẫn thấy 12 cửa nó cũng nước nó lăn tăng kìa. Rồi không biết có dính không, chắc là dính rồi. Chủ yếu là có cả cá rô. Quả này trong cho mưa quá trần luôn mà không có mưa. Nhưng mà ở nhà Mẫn á không có đến nỗi là bị ngập mặn, không có ngập mặn đâu cô chú. Mấy năm trời luôn rồi. Năm nay Mẫn 28 tuổi rồi mà hình như lâu lắm luôn rồi, chắc có hơn chục năm rồi, không có tình trạng mà xâm ngập mặn luôn á. Mà khô hạn không mưa thì có, năm nay mưa thất thường thiệt. Thì thôi luôn á. Xong, cuối cùng cũng xong. Ôi, bội thua quá cô chú ơi. À, đây còn 60 con nữa hả? À, 2 con luôn nè. Bắt sót rồi. Giờ Mẫn bỏ xuống đỡ đại đi, rồi xíu nữa Mẫn đi lấy cái lờ của Mẫn mới thay. Cái lờ của Mẫn cho nó được 2 lít, được 2 đầu. Cá nó vừa ở trong mương ra mà vừa ở ngoài ruộng vô luôn. Cái này nó thông với ngoài ruộng cô chú cho nên là cá nó vô. Đợt này mưa là có nước tưới rồi. Bởi vì mà bên đây chắc không có đâu ta. Trời ơi, thấy nhau hết trơn mà. Ê, lúng thiệt. Thấy nhau hết trơn mà được, mấy con cá sặc à. Kêu quá trời ơi, dính cá nhiều lắm nha. Cái 12 cửa dính cá nhiều lắm nha. Ủa, sao còn có 3 con vậy ta hình ấy? Bị 4-5 con chứ à. Bị hết rồi hả? Đi.
bữa nay thả vịt còn thả thêm nguyên một bầy ngỗng luôn. Ở đây nhét vô. Con đi rửa cái giò đó cho chú. Sáng hôm nay vẫn bội thu cá, mặc dù là cá ngọt nhiều nè, nhưng mà một cái lờ duy nhất mà được nhiêu đây cá thì cũng im cô chú. Cái 12 cửa kia có 3 con cá sặc thôi à, cá thành chuột. 12 cửa kia có 3 con cá sặc à. Cá này nhìn ý lắm, nhìn nó đẹp lắm. Con cá này hơi ốm nha. Bây giờ Mẫn sẽ mần sơ sơ đi, muối luôn, muối chiên luôn, muối chiên hết luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Bây giờ Mẫn vô Mẫn hoàn cho cái mình ớp cho ngon, cái mình muối mình phơi nha cô chú. Tao bơm đồng dịch này hao xăng lắm, tại vì tao bơm đồng dịch mà đề cũng vẫn toàn nước không luôn, vô nước hết rồi. Mẫn bay con cá ngợp này nè cô chú, vẫn cho cá chi phi nè. Cá chi phi này nuôi thất bại cô chú ơi, nó bự thiệt, người ta không có cân. Hai bùng này còn cá chi phi không à. Giận kìa. Cá chi phi nó bự quá trời. Con mấy thứ lâu nữa. Muốn ăn mà cũng ngán. Rẻ thiệt, vẫn bán có 30.000, 35.000, 40.000 ký nha. Lấy cua được rồi, nở lấy cá đi. Lát nữa đi cân cua. Ôi trời. Cái giống mini đó hả? Không. Cái giống dài của nó đặt. Bây giờ nó vô vậy nè. Nước ruộng nó lên nè. Đặt. Ừ. Cha đặt ở sau hè đó phải không? Ừ, đó, hay quá đó. Cua này vẫn đi gọng cua. Vô, gọng cua nè. Đừng có đi nữa. Một xíu thay nước luôn. Mới đây bị ngọt rồi. Ấy rớt còn cá rô luôn. Đen bước vô. Ở đâu mà đi được hoài cả. Bước vô. Đây bước vô. Không có đi ruộng. Nghỉ đi rồi, đem bước vô. Vô lên. Đen. Vô đây à. Thiệt mà, vô đi đóng cửa lại. Bước vô. Đem bước vô. Trời.
Ua Đen, cái chỗ này không có nhoi. Đi ra chỗ khác coi. Giỡn này nãy ông xã vẫn đổ cô chú. Đây thì vẫn cắt nước, cắt nước cho bớt cái đã. Để nước nó dằn quá. Ôi nước cũng lên láng luôn à. Ủa con cá chê. Nè nè, còn trong thùng của chú là bắt cua quang đấy. Nè vô cá chê không? Luôn cua. Mới đụng mùi người cũng càng rồi. Rồi mình bỏ luôn qua. Cua này xíu nữa vẫn đem đi chợ cân liền cô chú. Tại vì nhiều dữ lắm rồi. Để gọng tới ngày mai là gọng không có sống. Luôn này thì mình thấy ít mặt. Luôn này thì gọng được. Luôn này nấu nồi ăn chua luôn chứ. Hai con luôn bự. Xong rồi được như đây luôn. Còn cá rô nè, cá sặc nè, rồi đi luôn. Nãy bà nội hình như không còn cá đâu. Mình tính đưa cho nội mừng luôn đi rồi. Thì nãy thấy nội đang mừng khô nữa nè. Cá chê đã quá cô chú ơi. Yên quá trời. Nè. Nó dậy nè. Thịnh không luôn. Quá chê đã. Còn cá lau kiến này trứng nè. Cá này trứng, trứng nhiều lắm. Mới nha, thả cá lau kiến. Này cá lóc nè. Con này. Không, con này cá thành vuột, không phải cá lóc. Cá thành vuột. Con này cá thành vuột. Thì là hai con cá thành vuột. Trời ơi. Nhỏ xíu mà. À, chi dơ hết trơn. Cá này mới lặt đã luôn này nè. Bẩn đi gọng cá này. Cua này ráng xíu nữa bẩn đi bán nha cô chú. Rồi giờ bắn bằng từ từ. Cá này, mấy cá bự này bẩn đưa cho nội cô chú. Tại hồi nãy nội đang mần khô quá. Cho nên là bẩn đưa cho nội luôn.